Em suy nghĩ mãi, đắn đo mãi mới nói với anh nè. Anh làm cái gì làm á, cũng phải quan tâm tới con. Đừng suốt ngày cứ đưa cái điện thoại cho con, rồi sau này nó bị cận hư mắt ra, không có tốt cho sức khỏe cho con đâu. Em nói sao chứ, em cũng thấy là công việc của anh nó rất là nhiều, anh phải tập trung giải quyết cho nó xong, mà đâu phải là anh bỏ rơi con đâu. Thì em thấy đó, anh đưa có đưa điện thoại cho con ngồi chơi mà. Em thấy là anh vừa làm việc đợi rồi. Đợi em xíu. Em nghe nè sếp. Dạ. Thì em đang soạn văn bản để gửi email cho sếp nè. Dạ, cũng gần xong rồi. Dạ dạ, tầm nửa tiếng nữa là em gửi cho sếp nha. Dạ yên tâm, em xong sớm thôi mà. Dạ dạ, em chào sếp. Anh nói tới đâu rồi, anh nói tiếp đi. Anh nói là anh vừa làm việc rồi anh cũng đưa điện thoại cho con chơi. Đó, em thấy không, một công đôi chuyện, anh vừa chăm sóc cho con nữa. Biết là như vậy rồi, nhưng mà anh phải lo cho con chứ. Mà anh đó, công việc của anh làm từ đầu tuần tới cuối tuần rồi, thì anh phải dành thời gian một ngày để cho con chứ. Anh phải chăm sóc cho con, chăm sóc cái tổ ấm của mình chứ anh. Em đã làm vất vả rồi, anh cứ vậy hoài. Anh nghe điện thoại cái. Dạ, em nghe sếp ơi. À, cái tài liệu đó hả sếp? À dạ dạ, dạ sếp cứ gửi mail cho em ha, rồi em sẽ bổ sung vô cái dự án của mình trong tối nay luôn hả sếp? Em sẽ cố gắng. Sếp có gì em gửi cho sếp nha. Dạ dạ dạ, em chào sếp. Anh tính sao rồi đó? Chứ anh làm cả ngày rồi, cuối tuần dành cho con đi anh. Trời ơi, em có biết là sếp vừa giao thêm công việc cho anh nữa, mà làm anh làm liên tục mà vẫn không có hết. Mà anh thấy á, em cứ than trách anh như vậy, tại sao em không bỏ công việc của em đi mà chăm sóc cho con? Anh này ngộ ghê thiệt á. Trước giờ anh cứ phân biệt công việc của em là sao? Công việc anh là giờ hành chính nó khác, còn công việc em nó khác anh chứ. Anh phải thông cảm và hiểu cho vợ mình chứ. Suốt ngày á, anh cứ nói như vậy. Ngay từ đầu em đã nói anh rồi, công việc em hoàn toàn khác anh. Anh phải hiểu và thông cảm. Anh chấp nhận rồi mà, bây giờ anh cứ nói tới nói lui chuyện này là sao? Thì anh khổ anh ghê luôn á. Nói tóm lại á, cuối tuần anh nên dành thời gian cho con đi. Anh biết, nói chung là ai cũng có công việc của người đó. Thì hai vợ chồng cũng lúc đầu đã thống nhất rồi, hai vợ chồng cùng nhau làm việc. Em cũng muốn con mình á, sau này nó sẽ có được đi du học nè, rồi học những cái trường tốt. Thì bây giờ hai vợ chồng phải đâm đầu vô công việc, phải làm kiếm thật là nhiều tiền. Nhưng mà em biết là mình càng kiếm tiền á, là mình phải càng làm nhiều. Nhưng mà làm nhiều như vậy thì phải thông cảm, thời gian dành cho con thì nó phải ít đi lại. Em biết là như vậy rồi, nhưng mà bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cuối tuần mình cũng không dành cho con, rồi tuổi thơ của con nó không có thì phải làm sao á anh? Anh cũng tính là kêu ông bà nội lên để mà phụ hai vợ chồng mình chăm sóc cho cháu. Không được, ông bà nội ở xa mà sức khỏe cũng yếu nữa, không đi được. Ngoại cũng vậy, bây giờ chỉ có hai vợ chồng mình bươn chải thôi. Anh phải làm cách nào để cho con mình vui chơi chứ. Anh tính sao cho hợp lý giúp em đi, chứ em đã nặng đầu công việc rồi. Anh tính như vậy em thấy coi có được không nha. Ví dụ cuối tuần á, mình cũng sẽ dành thời gian ra chơi với con. Ví dụ như là một buổi sáng đi, mình hai vợ chồng mình sẽ dành thời gian chơi với con nguyên cả buổi sáng luôn. Từ trưa tới tối thì mình lại quay lại công việc. Công việc của ai người đó làm, em thấy sao? Nhưng mà em thấy cũng không ổn cho lắm. Nguyên buổi sáng mình dành cho con, rồi chiều con làm cái gì? Chẳng lẽ mà lại quăng cái điện thoại cho con? Không có tốt đâu anh. Cách này cũng không được, cách kia cũng không được. Thiệt giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh Tề Gia. Quý vị khán giả thân mến, làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được quỹ thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con, cũng như giám sát những trang mạng mà con đang sử dụng? Đó là một câu hỏi lớn đặt ra cho quý bậc phụ huynh. Và ngày hôm nay, Tuyệt đỉnh Tề Gia sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả những kiến thức cơ bản làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được việc sử dụng các thiết bị điện tử của con. Quý vị khán giả thân mến, và ngay sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một nữ diễn viên có thể nói là rất quen thuộc với màn ảnh nhỏ của chúng ta thời gian gần đây. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với diễn viên Thủy Phạm. Xin chào Thủy Phạm, không biết bạn có thể giới thiệu những thông tin của mình đến cho quý vị khán giả của chương trình được biết không? Thủy Phạm xin gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Tuyệt đỉnh Tề Gia. Thủy Phạm rất là vui khi được tham gia chương trình này.
Vừa rồi khi mà bạn tham gia cái tiểu phẩm thì Linh thấy bạn có rất là nhiều những cái trăn trở, không biết là bạn có thể chia sẻ về những điều này không? Thì Phạm thấy như là hầu như bây giờ ai cũng sử dụng công nghệ, từ con nít, người lớn cho tới những người lớn tuổi luôn cũng xài công nghệ hết. Nhưng mà điều đáng lo nhất là con nít. Tại vì Thủy Phạm đợt này thì mình có thời gian ở nhà hơn. Thì Thủy chưa có con nhưng mà lại có cháu rất là nhiều. Thì mình thấy cháu mình luôn luôn chú tâm vào cái điện thoại. Thật ra thì thấy mấy cái điện tử thì nó cũng hỗ trợ cho những chương trình online cho những học sinh này nọ. Nhưng mà đối với con nít mới lớn lên thì nó chơi game quá nhiều, nó lạm dụng quá nhiều, thì dẫn đến sự hư mắt nè. Mà điều đó thì rất là lo ngại, mà cũng không có cách nào để cản các con, các cháu hết. Thì Thủy mới tìm tới Linh để giúp đỡ cho Thủy nè. Cái điều mà Thủy băn khoăn á, cái đó nó không phải là của một mình Thủy đâu, mà của cả Linh nè, cũng như là quý vị khán giả xem đài cũng như vậy. Có thể nói là một cái trường hợp thực tế của nhà Linh, em bé nó sử dụng điện thoại rất là nhiều, tivi hoặc là nó sẽ coi ké điện thoại của chúng ta. Ngay cả khi mà chúng ta có thể gọi là tán một tí đi, mình dán cái màn hình lại luôn á, mình dán đen lại, ví dụ chỉ có một mình thấy thôi, nhưng mà em bé nó từ phía này nó nhìn lại không thấy, đúng không, là nó chạy vòng ra đằng sau lưng mình để nó dòm vô liền. Đúng rồi, Thủy Phạm cũng thấy điều đó rất là nhiều luôn. Rất là thông minh, nhưng mà khi mà em bé nó phụ thuộc vào điện thoại hay là công nghệ thông tin quá nhiều á, thì Thủy biết cái tác hại của nó là cái gì không? Hư mắt hả? Cái mắt của chúng ta nó sẽ bị yếu đi. Cái hậu quả thứ hai á là nó sẽ hạn chế cái việc giao tiếp giữa người với người. Đúng không? Ví dụ như là bây giờ khi mà ngồi đây nè, Thủy cầm một cái điện thoại, Linh cầm một cái điện thoại, rồi mình có còn nói chuyện nữa không? Chắc chắn là thì không, đúng không? Bản thân người lớn mình cũng vậy đi. Mỗi lần hẹn nhau đi uống cà phê đi, mỗi người ra chào nhau một tiếng xong rồi cầm cái điện thoại. Hoặc là mình không nói chuyện với nhau luôn, mình không có việc gì cho điện thoại luôn. Điện thoại thôi. Vẫn cầm điện thoại lên để làm cái gì? Coi Facebook hoặc là chơi game tự sướng, hoặc là mình nhìn lại những cái tấm hình tự sướng, hoặc là mình làm những cái việc rất là vô bổ, thay vì cái thời gian đó mình để mình giao tiếp với nhau, mình lấy thêm thông tin. Nhưng không đó. Mà khổ nổi là người lớn thì đỡ, còn con nít bây giờ thì sao? Con nít giống như là Thủy có hai anh trai, thì anh đầu thì cũng có con nít á, thì lúc nào cũng đưa điện thoại ra, đưa điện thoại suốt ngày, nó ôm điện thoại nó coi, không đưa thì khóc. Muốn giỡn với là mình muốn làm cái việc gì đó thì mình cứ đưa điện thoại cho nó là nó cứ ngồi đó ôm suốt điện thoại, không khóc, không quấy gì hết, không quan tâm gì tới mình luôn, không quan tâm luôn. Thì mình cũng có một người anh nữa thì cũng chưa có con, cũng mình la, mình cũng nghe la là sao chó coi điện thoại nhiều quá vậy, sau này hư mắt rồi sao, sau này tôi mà có con á là tôi sẽ không như vậy đâu. Sau này có con cũng y chang vậy luôn, cứ đưa điện thoại, không đưa là khóc. Đúng rồi. Muốn dỗ nín nhanh là sẽ đưa điện thoại. Cái trường hợp đó không phải chỉ là ở gia đình Thủy đâu, mà hầu như là gia đình nào cũng như vậy. Đúng rồi. Trước khi có con á, mình luôn nói là tôi sẽ không dạy con tôi cách này, tôi sẽ không cho con tôi coi điện thoại. Nhưng mà đến khi có con rồi, khi mà mình bận những cái công việc của mình, ví dụ như là mẹ thì phải nấu ăn, ba thì phải làm việc, hoặc là ông bà không có ở nhà, người giúp việc không có, thì bây giờ mình quăng cái điện thoại ra một cái là con ngồi im ngay. Hồi xưa của mình á, thì có rất là nhiều trò chơi dân gian bổ ích. Nhưng mà bây giờ tụi nó đâu có thèm chơi đâu, tụi nó toàn là điện thoại, iPad hay không. Nhưng mà bây giờ Thủy có nhớ những cái trò chơi dân gian hồi xưa mình chơi là gì không? Đương nhiên là nhớ chứ. Nè, nhảy dây nè. Đúng rồi. Rồi chơi 50 nè. Đúng rồi. Rồi chơi kép co. Rồi. Trời, rất là vui luôn. Còn tuổi thơ của Linh á là Linh chơi banh đũa nè. Đúng không? Rồi chơi thủy gạch nè. Đúng rồi. Đó, rồi tạc lon, tạc dép. Không, Thủy còn cao siêu hơn, còn xây nhà chòi, nấu ăn đồ nữa. Đúng rồi. Rồi giả cô dâu chú rể cũng rất là vui. Đó. Nhưng mà con nít bây giờ lại không thích những trò chơi như vậy. Chính xác, như chúng ta khi mà ngày xưa chúng ta chơi những cái trò chơi đó thì bây giờ mình mới có cơ hội để ngồi đây để mình tám về những cái chuyện đó. Nhưng mà như mấy em bây giờ nó chỉ ngồi chơi điện thoại thôi. Bây giờ các em thì chỉ có coi hoạt hình, cũng là YouTube coi trên nè. YouTube nè. Chính xác. Rồi chơi game. Rồi gọi Fire Time nữa. Thậm chí bây giờ mấy bé mà đã lớn lên tầm cấp 2 á là đã chơi Facebook rồi đó. Là do cha mẹ làm sẵn cũng không, là do một... không nha, cháu giống như là cháu của Thủy Phạm đó thì tự làm luôn, tự cách lập luôn. Thậm chí những cái công nghệ mà mình chưa biết tới á thì cháu mình đã biết hết rồi. Tại vì các em có thời gian ở trên mạng dùng máy quá nhiều. Nhưng mà có bao giờ Thủy suy nghĩ là cái thời gian chúng ta giới hạn cho con em chúng ta như thế nào là phù hợp không? Cái đó thì Thủy cũng hơi là khó, vì tại vì thời gian là mình không biết là lúc nào mình cần tắt đi iPad, không cho chơi nữa, và lúc nào không cho vô game. Thủy đoán đi đó. Thủy đoán là bây chắc giờ là thời gian nào mình tắt, thời gian nào mình mở là hợp lý. Thủy nghĩ là nếu buổi trưa thì tầm 1 giờ
một giờ thời gian đi ngủ đó, đúng đi không ngủ. Là bắt tắt đi rồi chiều thì tầm 5 giờ cho chơi một xíu tầm 1 tiếng đi. Ừ. Đó là tới trước giờ đi ngủ là mình phải bắt tắt đi. Nhưng mình nói vậy thôi nhưng mà khó làm lắm. Mình bắt không mình không mình được luôn đấy. Lấy cái điện thoại hoặc lấy cái máy tính mình tắt là không chịu. Không chịu. Có à, cháu của Thủy còn độc hơn nữa. Giật bắt lại. Tắt không giật, khóc quăng luôn. Trời ơi vậy luôn á. Mê mà bây giờ con công nghệ tụi nó chơi á hả? Rủ nhau chơi mà nhà này qua nhà kia chơi luôn. Hai bên hai nhà tách biệt nhưng mà chơi là chơi mà trực tiếp với nhau ấy. À. Tụi nó chơi để mà nói chuyện rôn rã luôn trong điện thoại luôn. Ừ. Nhiều khi mình kêu ủa nó nói chuyện với ai trong này à. Mà rốt cuộc mình vô nó nói chuyện với cái điện thoại. À những cái tình huống này thường là Linh chỉ có thấy ở trên phim ảnh thôi trong tivi thôi mà không ngờ là bây giờ đời thật là có chuyện đó. Tụi nó rất là thông minh mà tụi nó chơi mà nói xôn xao luôn tưởng nó bị tự kỷ trong chứ. Mà cứ chui vô phòng, chui vô phòng chơi hoài vậy đó. Mình thấy rất là lo ngại về điều này. Cũng không biết là thời gian dành cho tụi nó như thế nào cho hợp lý. Theo Linh thì sao? Theo như Linh nghĩ nha, cái nhu cầu sử dụng điện thoại của các bé nhỏ thì ví dụ như là khi mà các bé chưa đi học thì sáng ngủ dậy rồi mình sẽ có thời gian để cho các bé vệ sinh cá nhân rồi ăn uống xong thì mình sẽ cho các bé một khoảng thời gian để cho các bé sử dụng công nghệ. Tại vì thời buổi này mà Thủy biết là cái khối lượng thông tin mà chúng ta tiếp nhận từ những cái trang mạng nó rất là nhiều. Đúng rồi. Thì mình cũng phải dành thời gian cho các con tiếp cận với những cái nguồn thông tin đó. Thì ví dụ như là khoảng 10 giờ mình đưa máy cho các con, hoặc là mình để máy sẵn ở đó các con có thể mở máy lên để tìm hiểu những cái thông tin mà các con cần. Nhưng mà tìm hiểu thông tin thì trong vòng bao lâu á, khoảng thời gian á Linh nhỉ? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ. Theo như kinh nghiệm của bản thân Linh đó nha, thì một ngày Linh tính tổng thời gian á, thì mình sẽ cho con chơi game khoảng 1 tiếng. Cho con khoảng 3 tiếng để con xem YouTube những cái chương trình ví dụ như là về khoa học nè, về hoạt hình hoặc là về công nghệ, về tất cả những cái gì mà con quan tâm và con cần tìm kiếm thông tin là 3 tiếng là 4 tiếng một ngày rồi ha. À còn thời gian mà nó gọi FaceTime time cho bạn bè hay là gọi hỏi thăm ông bà thì sao? Chắc chắn là cái thời gian mà để cho con gọi điện thoại cho cha mẹ nè, anh chị em là những cái người thân trong gia đình hoặc là bạn bè để trao đổi thông tin thì cái đó mình để cho con thoải mái. À. Bởi vì khi ví dụ như là một cái vấn đề nảy sinh mà con cần liên lạc, cần phải có sự trợ giúp thì mình không thể nào mà mình ngăn cấm cái việc đó. Thì cái việc FaceTime thì Linh thấy là mình cứ để cho các con thoải mái. Con nít đã khổ rồi mà còn người lớn mình càng khổ hơn đó. Giống như là mình mà có người yêu thì không biết sao hết Linh ha. Nếu mà người ta cứ mãi ôm điện thoại không quan tâm mình thì lúc đó cũng buồn ha. Buồn hay không, nếu như mà thật sự mà Thủy mà là một cái cô gái mà cần mình thích giao tiếp như thế này, trực tiếp như thế này á thì mình cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà nếu như mà những cái cô gái khác, những cô gái mà cũng chỉ cần dẫn người yêu ra quán cà phê rồi hai người mỗi người một cái máy đúng không, thì cái việc đó Linh nghĩ là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà có một cái bí quyết như thế này Linh chưa thử nha, nhưng mà nếu mà thích thì Thủy có thể thử áp dụng với nhà mình. Ví dụ như là cái phần mềm mà Linh sắp giới thiệu với Thủy tới đây á là mình có thể quản lý được điện thoại, máy tính rồi iPad của cái người mà chúng ta cho thêm vào trong danh sách á, ví dụ như là con cái, cha mẹ nè, hoặc là cả người yêu nữa. Nếu người yêu cũng được cho danh sách luôn. Nhưng mà cái anh người yêu đó mà cần phải quản lý á thì có thể đưa ảnh vào và quản lý, ví dụ em cho anh 5 phút một ngày thôi để anh chơi game. Thì cái game đó xong rồi em sẽ tắt đi, em không cho anh chơi nữa. Nhưng mà mình tắt sao, mình ví dụ mình không có cạnh người ta sao mình tắt được? Đó. Hay là đó cái đó rồi, mình quan trọng hỏi luôn đi Linh chỉ cho thì một lần. Giống như là như con nít đi, bây giờ nó đang cầm điện thoại đó thì mình muốn nó tắt thì làm sao? Ví dụ nha, đang chơi mà mình giật cái điện thoại, con thì hết giờ được. Rồi không được. Đúng là rồi. Em nó sẽ phản kháng lại rất là mạnh, hoặc là còn 5 phút nữa đó nha là phải trả điện thoại nha. Em cũng sẽ rất là buồn mà nó sẽ không trả điện thoại cho mình. Vậy thì thử coi, ví dụ như là cái máy nó hư rồi giờ mình coi không được nữa thì bây giờ con đưa cái máy đây cho cô sửa, con đưa cái máy đây cho mẹ sửa. Thì tự nhiên là em nó sẽ hợp tác với mình, nó nói cái máy hư rồi giờ phải mà nhiều sửa. Khi nó còn sợ nữa tại rồi. Vì nó chơi hư. Đúng rồi, con chơi nhiều quá nó hư mà. Đó thì là cái phần mềm này nó sẽ tự tắt màn hình. Linh càng nói thì rất là tò mò về cái màn phần mềm này đó. Rồi vậy thì bây giờ Linh sẽ chỉ luôn cho Thủy coi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái gì từ cái phần mềm này nhé. Ví dụ như là ở nhà Thủy có máy tính nè, đúng iPad rồi. Hoặc là điện thoại thì chúng ta sẽ cùng thao tác luôn nhé.
Rồi, ở đây ha, khi mà mình vào cái máy tính bảng hoặc là điện thoại thì chúng ta sẽ vào trong cái phần cài đặt đầu tiên. Để quản lý máy thì chúng ta sẽ vào trong cái phần ID của chúng ta. Rồi, xong sau đó là Thủy sẽ thấy được là chia sẻ trong gia đình nè. Mình cứ điện thoại hay là iPad thì mình đều vô đều có hả? Đều có, tại vì theo như Đinh nhớ là trên cái iOS 13 là nó đã có cái phần mềm này rồi, đã có cái tính năng này rồi. Đó, thì chúng ta sẽ có thêm thành viên trong gia đình nè, thì chúng ta sẽ thêm những cái người mà chúng ta muốn, ví dụ như ba mẹ, con cái. Rồi, là mình thêm những cái thành viên nào mà đang xài cái máy đó là mình thêm hết vào luôn đúng không? Những người mà chúng ta muốn quản lý. Tức là ví dụ như con có một cái máy tính riêng. Đúng rồi. Ông bà có một cái máy tính riêng. Nhưng mà làm sao mà mình nhập cái máy của con mình nó vô đây được ha? Khi mà mình gửi một cái lời mời vào trong cái máy của con hoặc là của cái người mà mình quan tâm đó, thì mình gửi cái lời mời đó vào thì họ sẽ đăng nhập vào trong cái tài khoản của mình. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục được vào trong cái mình đăng ký cái ngày tháng năm sinh của cái người mà mình sẽ thêm vào. Rồi chúng ta nhập năm nè, năm sinh của con ha. Đó, xong rồi sẽ nhập tiếp tới tháng. Đó, rồi tới ngày. Xong, tiếp theo thì họ sẽ gửi cho chúng ta một cái yêu cầu về xác minh. Và những cái điều khoản thì chúng ta sẽ bấm đồng ý và xác minh cái số thẻ Visa của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhập cái mật mã, cái mã bảo vệ CVV 3 cái số cuối ở trong cái thẻ Visa của mình vào đây. Máy sẽ gửi cho chúng ta tiếp là tên của trẻ nè, Thủy thấy không? Đúng rồi. Đó, thì mình sẽ nhập tên của con mình vào. Ghi rất là rõ ràng ha. Thủy thấy là chúng ta có địa chỉ email dưới đây sẽ là ID Apple mới dành cho trẻ. Thì mình sẽ tạo một cái địa chỉ dành cho con. Mình nhập vào đây. Ví dụ như là Linh sẽ nhập tuyệt đỉnh tề gia ha. Rồi, amoc@icloud.com. Rồi họ sẽ hỏi tiếp, chúng ta sẽ đặt tiếp một cái mật khẩu để cho cái ID vừa rồi của con và xác minh lại cái mật khẩu. À, là hai cái nữa là cái máy của mình là mấy đứa là sẽ không bao giờ biết mật khẩu của mình luôn, là mình nhập trong này rồi. Đúng rồi. Và các em sẽ không có thể thay đổi được cái mật khẩu đó nếu như mà các em không biết. Rồi sau đó sẽ là xác minh lại mật khẩu. Rồi tiếp theo có cần phải phê duyệt trong iTunes, Apple Books hay là Apple Store cho con của mình hay không? Và mình sẽ đặt là hỏi. Và chúng ta sẽ mở cái lệnh này lên để khi mà các con muốn có một cái giao dịch nào đó sẽ hỏi qua ý chúng ta và chúng ta sẽ duyệt coi là cái giao dịch đó có được thực hiện hay không. Rồi, cũng như là bình thường và chúng ta sẽ đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của phần mềm. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ set cái thời gian sử dụng cho cái máy mà chúng ta muốn. Bấm vào tiếp tục. Rồi, đây là cái điều mà Thủy hỏi. Thời gian nào? Trời, nó còn ghi giờ nghỉ ngơi nữa hả? Đúng, tức là khi mà mình muốn con tắt vào, ví dụ lên set là 10 giờ tối là giờ máy sẽ nghỉ. Là cái máy mình tự động đóng luôn hả? Nó sẽ tối màn hình lại rồi tắt đi. Đó, thì ví dụ như là con biết rồi là máy nó tắt rồi đó là tới giờ đi ngủ. Hoặc nếu mà em còn nhỏ hơn, bé cháu còn nhỏ hơn thì sẽ biết là máy hư rồi, không xài được nữa là phải nhờ trợ giúp. Đó, thì khi đó mình sẽ có cái lý do chính đáng để mình lấy cái máy lại và cho con nghỉ ngơi. Mình sẽ giới hạn ứng dụng đây. Là nói chung là mình muốn cho con vô cái chương mục nào thì mình đánh vô cái đó. Đúng rồi, mình đánh sẽ dấu mình sẽ tích vào trong cái dấu tích ở đằng trước những cái mục mà chúng ta cần. Sáng tạo nè, sức khỏe nè, những cái mà chúng ta muốn ha. Rồi, và chúng ta đặt giới hạn ứng dụng, chọn khoảng thời gian. Thời gian mà chúng ta muốn con sử dụng trong vòng bao lâu. Đó, sau khi mà chúng ta nhập mật khẩu thì sẽ có cái khung thời gian sử dụng cho cái máy mà chúng ta muốn và chia sẻ trong gia đình nè. Đó, xong. Rồi, nãy giờ Linh làm vậy Thủy có thắc mắc gì không? Thật ra là Thủy cũng hiểu sơ qua về cái này rồi. Là lát về thì sẽ làm ngay với cháu Thủy. Biết coi đâu không mà làm. Thì mình lên iPad mình coi mình làm. Lên tuyệt đỉnh tề gia. Mình quên. Nếu mình quên chứ Thủy cũng nhớ rồi, cũng nắm bắt được. Quên thì phải lên tuyệt đỉnh tề gia để đúng xem rồi. Lại chương trình. Thật sự là hôm nay trò chuyện với Linh rất là vui. Thủy cũng rất là cảm ơn Linh và chương trình Tuyệt đỉnh tề gia đã chia sẻ kinh nghiệm. Cảm ơn Thủy đã dành thời gian đến với Tuyệt đỉnh tề gia và nãy giờ ngồi tám với Linh rồi nghe Linh chia sẻ về cái cách mà mình quản lý thời gian sử dụng máy tính của con và mong rằng là trong thời gian sắp
tới sau khi mà hoàn thành những cái bộ phim hiện tại thì Thủy sẽ có thêm thật là nhiều những cái bộ phim khác, và cũng như là những cái game show trong thời gian sắp tới thật là nhiều để cho Thủy lúc nào cũng luôn được khán giả biết tới nhiều hơn nè, thật là trẻ trung và thật là tỏa sáng. Cảm ơn Linh. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã mang đến cho quý vị cách để chúng ta có thể quản lý con em mình tốt hơn. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 15:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube cũng như là fanpage của chương trình Tuyệt đỉnh Tề Gia. Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về fanpage của chương trình. Còn bây giờ Thùy Linh xin chào và hẹn gặp lại.